kênh Gặp Gió Quê Tôi. Xin kính chào cô chú anh chị. Thì hôm nay tôi sẽ chạy dạo quanh trên con đường khu lóng biển ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang tầm về đêm. Sẽ giờ sẽ ra như thế nào nha. Thì trước mắt chúng ta đang thấy là đây con đường 3 tháng 2, con đường ở nằm trong khu lóng biển thành phố Rạch Giá. Con đường khá là dài và rộng. Thường con đường 3 tháng 2 là một con đường giống như là trục chính đi thẳng vào trung tâm nội ô thành phố Rạch Giá. Tầm giờ này tôi thấy rất là nhiều người dân đang chạy về chạy vô thành phố Rạch Giá. Xung quanh con đường 3 tháng 2 này thì có là rất là nhiều quán cửa hàng ăn uống, ẩm thực, buôn bán hai bên lề đường. Và bên cạnh đây hổng gài trong cái mùa dịch Covid á, thì người dân những hộ kinh doanh buôn bán đồ ăn á, có những hộ người ta thuê mướn mặt bằng, do không buôn bán được họ đã sang lại. Có nhiều cái hộ mặt bằng bỏ trống nè, như bên đây cũng vậy, cho thuê mặt bằng nè. Nói chung cái trong tình hình hiện nay á, chúng ta cũng đang trong cái mùa phòng chống dịch Covid thì cũng hạn chế người dân á, hạn chế đi ra đường mua đồ ăn ăn uống tại quán, nên quán xá cũng không được như ngày xưa được nhiều người đến. Từ đường giữa đường Đống Đa và đường 32, Đống Đa trái phải đi thẳng luôn rồi đường 32. Tầm giờ này là 18 giờ rồi nghe cô chú anh chị. Trời tối rồi, con đường cũng cảm thấy tối. Rồi không biết có quay camera này quay lõi của chú chị xem không, thì mong rằng cô chú chị thông cảm nha. Hôm gài giáo tôi cũng có được cô chú chị có đóng góp ý kiến, kêu tôi nên quay những cái quán ăn uống, nên ăn uống review ẩm thực, thì cũng nói cô chú chị sẽ luôn. Thì kênh tôi, kênh giáo tôi chỉ là quay về đường phố Rạch Giá thôi, cũng không có chuyên sâu về ăn uống ẩm thực, mà tôi cũng ăn uống cũng dở lắm, nói chuyện cũng không rõ ràng để mà cô chú chị nghe rõ không nữa, thì bởi vậy cô chú chị thông cảm, kêu chạy quay tuyến đường này nọ thì được. Và cũng nói luôn là cũng có nhiều bạn trẻ làm kênh YouTube á, các bạn lấy video kênh giáo dục tôi để mà up lên video trên kênh của mình và đăng tải, do mặc dù các bạn đã có thay đổi cái nội dung là gắn nhạc vô, nhưng mà video gốc vẫn là của mình, các bạn không xin phép mình mà các bạn up lên, các bạn đăng lên trên kênh các bạn, thì tôi sẽ yêu cầu các bạn gỡ video đó nha, và đồng thời các bạn sẽ đi, và đồng thời là các bạn coi có khả năng là bị đánh trình gậy đấy, nên tôi khuyên các bạn là không nên vì up kênh của tôi khi các bạn không được phép của tôi nha. Làm kênh với nhau thì các bạn có thể là gửi mail cho tôi hoặc nói chuyện với tôi, lỡ xin một video đó thì tôi sẵn sàng vui cho các bạn thôi, nhưng một số các bạn không hiểu điều này, các bạn lấy video của tôi để mà đăng tải lên đó, thì không đúng mục đích của mình nữa. Thì điều này tôi mong rằng các bạn hãy suy nghĩ cẩn trọng khi lấy video của người khác để mà đốt lên kênh YouTube của mình nha. Đây là con đường 3 tháng 2, vẻ trái phải là con đường Nguyễn Ninh nha cô chú chị. Ở khu vực này là khu bên trái phải đây là cao cơi,
Rose và Công Kê 36, 37, 37 chứ không phải 37 thì cô chú chị, không phải 36. Cặp bên mé bên đây là những cái quán bán đồ ăn uống, được điểm tâm ăn rất là ngon. Này buổi chiều tôi thấy nè, một số quán bán trà sữa nè, đồ ăn nhanh nè, bày bán trên vỉa hè. Khu đây chúng ta bắt đầu vào trung tâm thành phố rồi đó. Nơi đây thì có nhiều cửa hàng ăn uống, rất là nhiều để mọi người đến đây thưởng thức. Vincomland về đêm cho cô chú chị xem nơi đó có đẹp không nha. Và phía đây là nhà sách đồng hồ, còn đây là trường học, cơ sở trường này trường cấp 2, trường học cơ sở Nguyễn Du đó cô chú chị, một cái trường khá đẹp. Cặp bên của trường này thì có ngân hàng Vietcombank, và bên trái đây là khách sạn Sea Life của 8 tầng, và kế đối diện nữa là siêu thị Vincomland, một siêu thị lớn ở phố giá này. Rồi để tôi quẹo vào đây đó, mình thị Vincomland, Vincomland bên phải nè. Chị bán hàng rong ở đây ăn uống đó, có nhiều người đó, coi chị thấy không, có nhiều người ra bờ kè đó ngồi hóng gió biển, xe có thể chạy trên đó được nha, nhưng mà xe ô tô không được, ô tô thì đậu đây, một người đậu đây để đi bộ ở đó, hoặc là ghé những quán cà phê vỉa hè đây để uống đó. Đó đây là một quán cà phê bên phải, cà phê chuyên cà phê. Kìa, về đêm bên đây khá là đẹp luôn, chưa hiện tại là chưa có bật ánh ra, chưa bật đèn lên cô chú chị, nếu bật đèn lên là có những ánh đèn như cục điện rất là sáng, rất là đẹp. Cặp quen bên đây có nhiều cô chú bán hàng rong mà bán bò bía, chén trộn, hộp gà nướng, ốc vỉa hè. Đây chưa bật đèn lên. Khá là mát. Phía trước ở trên đó một cây cầu gọi là cây cầu 3 tháng 2, cây cầu bắc qua từ khu lấn biển qua bên qua biển. Ồ, hôm nay có nhiều bàn ghế mũ người ta bán nước trên thành phố này. Sao giờ này chưa bật đèn nữa ta, khoảng chắc tầm 18 giờ 20 mới bật đèn đường lên quá, giờ còn tới hù à. Dạo sơ cho cô chú chị xem ha, cái con đường que công viên dành ở khu đường cầu 3 tháng 2 đó.
Nếu mà tôi qua cầu bên đó, tôi quẹo bên đó là cái khu dãy đó là bệnh viện. Và cái bệnh viện tỉnh Kiên Giang, mà cái bệnh viện đó bây giờ đã về khu đóng biển rồi. Quá nhiều bàn ghế, cái mũ để trên dưới hè nè. Lúc trước tôi đâu có thấy mà hộ kinh doanh buôn bán tôi đâu để đây đâu ta, sao hôm nay vậy, đạo này để nhiều quá vậy. Hợp cho cái mọi người đến đây để mà hóng gió biển đó, cái cầu ở trên sông đó, nước sông đó đổ ra ngoài biển nha, đổ hướng về biển, gió ở đây rất là không mạnh mấy mà cũng được. Thường tôi chạy đường này là gió mạnh lắm, giờ này gió nó không có lớn nữa ta. Tùy theo bữa ở đèn đường bây giờ chưa mở lên nữa, còn hơi tối quá. Còn đây góc cầu quán cà phê bên tay phải nè cô chú anh chị. Rồi đây là con đường Nguyễn Trung Trực, một con đường ở trong nội đô giá đường khá là sầm uất luôn. Đây có nhiều hộ kinh doanh quần áo, giày dép, các cửa hàng điện tử rồi được bày bán trên hai lề đường này. Tầm gì đêm này chưa đèn, nó đèn các cửa hiệu đã mở lên rồi mà đèn đường chưa thấy phát sáng nữa ta. Đường thành phố đây là con đường khá là nhộn nhịp sầm uất luôn đó, như cô chú chị đang thấy nè, người dân lưu thông trên đường và hai bên lề đường đều có nhiều hộ kinh doanh đó, đây bán nước uống, trà sữa này, có nhiều người đến mua nè. Thì cặp bên đây thì bên đây cũng vậy, bán chè, bán trà sữa, thức ăn nhanh, bên đó cũng vậy. Bên tay trái tầm khoảng 20 giờ đêm là cái người già mấy thanh niên á, người trẻ đó, đến đó ăn uống. Còn bên tay phải là đây là bệnh viện Bình An, bệnh viện tư nhân nha. Rồi bên Rạch Giá thì hôm nay quay đến đây cho cô chú chị xem thôi, thì mong rằng cô chú anh chị nhớ bấm like và đăng ký ủng hộ kênh giáo của tôi để tôi có thêm động lực làm những video tiếp theo cho cô chú anh chị xem. Và mến chào cô chú anh chị.